khổ người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện thống trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, chúng con kính thỉnh hòa thượng Tề Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ tăng chúng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay có sự quán đổi, thượng tọa Pháp Tân sẽ thuyết tương ứng tụng kinh, và ngày mai vừa thượng giác đẳng sẽ thuyết thắng pháp. Trong bài học hôm nay thì Hồng Vị Lâm Môn đến với Đức Phật tỏ ra hiền thiện, không như các vị Bà La Môn khác có cái sự phỉ báng hay phẫn nộ với Đức Phật. Nhưng mà chỉ một câu nói của Đức Phật thôi để khiến vị Bà La Môn tỉnh ngộ. Khi mà ông ta nói lên cái lời thân hữu của Đức Phật và ông ta tự xưng cái danh tánh của mình, đó là cái cách xã giao họ với Ấn Độ thưa quý vị. Nhưng mà khi nghe nói cái tên đó thì Đức Phật này đã nói lên một bài kệ. Nếu mà cái tên như vậy mà con người cũng thật sự là như vậy thì nó có cái gì? Phải nói ngày tình sự người viết ra tinh thẻ đó, là thế là cái câu chuyện ở bổn sanh một người tên gọi là Thanh Nâu Hoa giàu mà vẫn nghèo đi ở đợ, một người tên là Cường Thọ cũng sống yếu thọ. Vâng, mình kể cái câu chuyện đó. Cho nên trong cái bài học này, Đức Phật đã dạy cho chúng ta về cái tên không phải nói lên cái người nữa. Bây giờ thì xin mời cô Thanh Thủy đọc cho chánh văn của bài kinh. Sau đó xin cung thỉnh giảng sư thượng tọa Pháp Tân giảng giải bài học này. Nam mô Phật thầy. Chúng con thành kính tri ân ngài.
Hoạch Đại Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Cha con xin đọc. Bài 5. Nếu tên sao người dạy kinh Ahinsaka Xuất Tăng. Chương 7. Tương ưng Bài La Môn phẩm A-La-Hán thứ nhất. Tên gọi một khía cạnh văn hóa đặc biệt của con người. Có những tên đặt thật đẹp. Trong tôn giáo còn có pháp danh tên thánh. Đức Phật đôi khi dùng điều này để nói lên những ý nghĩa tốt đẹp mà con người nên hướng tới khi có tên gọi thật đẹp. Trong bài kinh này đề cập đến một người tên Ahinsaka, bất hại hay vô hại. Tên gọi này vốn mang một ý nghĩa rất cao trọng trong giáo văn hóa Ấn Độ. Chính trong giáo pháp của Đức Phật thì tinh thần bất hại là một trọng điểm khi nói về thiện ác. Một người luôn sống với tâm niệm không gây tổn thương cho bất cứ ai bằng lời nói, hành động, ý nghĩa là một bậc thiện trí đúng nghĩa. Kinh văn tại Sa Quá Thí. Bấy giờ Bà La Môn Ahimsa Pharat Đoa Chá đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến nói lên với thăm hỏi xã giao thân thiện rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi, Bà La Môn Ahinsaka Pharat Đoa Chá bạch Thế Tôn: Con là Ahinsaka, thưa Tôn giả Gotama. Con là Ahinsaka, thưa Tôn giả Gotama. Thế Tôn: Nếu tên sao người dạy thì người là vô hại. Ai với thân ngữ ý không hại bất cứ ai, không tổn thương người khác là vô hại đúng nghĩa. Được nghe vậy, Bà La Môn Ahinsaka Pharadvaja bạch Đức Thế Tôn: Thật diệu thay Tôn giả Gotama, thật chi diệu thay Tôn giả Gotama. Diệu pháp được Tôn giả Gotama hiện bày như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tăm tối để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa pháp, xin nương tựa Tỳ Khu Tăng, mong Tôn giả Gotama con được xuất gia với Đức Thế Tôn và được thọ đại giới. Bà La Môn Ahinsaka Pharadvaja được xuất gia và thọ đại giới từ Đức Thế Tôn. Thọ giới không lâu, Tôn giả Ahinsaka Pharadvaja sống độc cư, diễn ly, cần mẫn, không sao lãng, quyết tâm và tự thân chứng ngộ chánh trí ngay trong kiếp hiện tại. Đây chính là cắn mà những thiện gia nam tử đi tu sống không gia đình hướng tới. Vì ấy, chính mình biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và Tôn giả Ahinsaka Pharadvaja trở thành một vị A-la-hán nữa. Thích văn: Jananang Tatha Chassa, nếu tên thế nào mà người như vậy? Siya Kho Toan Ahinsako, thì người là kẻ không tổn hại ai. Yo Chaka Ye Na Wai Chai Yamanasa Yana Hình Xá Tí, người nào thân ngữ ý không gây tổn hại. Sa Quê Ahinsako Hô Tí, thì người đó là Ahinsako. Yo Parang Na Quý Hình Xá Xá Tí Tí, là người không hại tha nhân. Thích nghĩa: Sớ giải nêu lên giả thuyết sở dĩ vị Bà La Môn này được gọi là Sa Hin Sa Cá Pharadvaja, do chư vị kết tập y cứ trên câu chuyện giống như trường hợp của những bài kinh trước. Nhưng toàn bộ câu chuyện này thì
cho thấy Ahim Sa Ca vô hại là tên thật của vị Bà La Môn này. Tỳ kheo dắt dặn dịch và biên soạn giáo trình. Sau đây con kính mời đạo tràng cùng con đọc bài Cà Thịnh Pháp xưa. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí lạnh tan, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Chúng con cũng kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân giảng dạy bài học hôm nay, và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, thành kính lĩnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Cảm ơn cô Thanh Thủy đã đọc cho bài học hôm nay. Con kính lĩnh lễ Hòa Thượng Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái buổi học hôm nay đó thì là do Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng giảng. Nhưng mà do rằng là Hòa Thượng bận số công việc cho nên Hòa Thượng không thể vào được. Chúng tôi xin được Hòa Thượng quán chuyển cái ngày giảng hôm nay để chúng tôi giảng. Ngày mai thì Hòa Thượng sẽ giảng. Trở lại với cái bài học hôm nay đó thì với cái tựa đề là nếu tên sao người vậy, thì cái câu chuyện nó được nói đến, đề cập đến một cái ông Bà La Môn tên là Ahim Sa Ca Paradocha. Bữa giờ trong những cái bài học chúng ta thường gặp đến những cái tên gọi là Paradocha rất là nhiều, nhưng mà hôm nay đó thì cái tên này đó được gọi là cái tên Ahim Sa Ca Paradocha. Thì Ahim Sa Ca Paradocha, ở đây Ahim Sa tức là bất hại hay là vô hại. Có thể nói rằng là khi mà Đức Phật, ông Bà La Môn này đã đến gặp Đức Phật đảnh lễ sau khi lời hỏi thăm rồi đó, thì ông ta mới nói ông ta tên là Ahim Sa Ca. Thì khi mà ông ta đã nói rằng là ông ta có tên gọi là bất hại hay là vô hại, thì Đức Phật này mới nói rằng nếu tên sao người vậy thì người là vô hại. Ai với thân ngữ ý không hại bất cứ ai, không tổn thương người khác là vô hại đúng nghĩa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ông Bà La Môn Ahim Sa Ca đó nói mình đó là một cái tên, do là cái tên bất hại, thì Phật mới nói rằng là nếu mà người sao tên vậy, tên sao người vậy đó, thì rõ thật là nếu mà được như vậy thì nó tốt. Có nghĩa là nếu mà mình tên là bất hại hay là vô hại đó, Ahim Sa đó, thì mình phải là một cái người sống cũng vô hại, bất hại. Nói đến cái tên thì rõ ràng là cái tên nó không nói hết những cái, nó không thể nói hết hoàn toàn những cái tính của cái người đó hay cái đời sống của người đó. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là khi mà Đức Phật Ngài nói như vậy đó, thì ông Bà La Môn ông mới nói rằng thật là tôn giả Gotama nói Đức Phật á, cái diệu pháp này do Đức, do tôn giả Gotama đó hiển bày rõ ràng.
đã bị ngã xuống, những gì mà đã bị che kín ở trong này được sáng cho người có mắt thấy. Có mắt thấy có nghĩa là chúng ta nói rằng cái tên á, nó không, như chúng tôi đã nói đó, là cái tên nó không thể nói hết hoàn toàn những cái đời sống của người đó, hay là cái tánh tình của người đó được. Như chúng ta thấy có người là tên giàu nhưng mà cũng vẫn nghèo, hay là có người đặt tên thật là đẹp nhưng mà người thì xấu, vân vân. Cho nên có nhiều khi đó thì nó dựa vào cái văn hóa của mỗi vùng miền, mỗi một cái dân tộc, hay dựa vào một trong cái gia đình. Có những người thì người ta đặt ở trong gia đình có dần, tức là từ đứa con lớn cho đến đứa con nhỏ, ví dụ vậy. Thì họ miễn đặt theo cái dần, có dần, có kệ, có điệu như vậy đó, thì miễn họ sinh ra đứa thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, thì họ sẽ đặt tên theo như vậy. Đó là tùy theo cái quan điểm, cái cha, người mẹ, ông bà gì đó. Rồi cũng tùy theo mỗi vùng miền, thì nó hay hoặc một dân, thì chúng tôi nghĩ rằng cái tên nó cũng khác nhau. Như chúng tôi nhớ ở gần chùa chúng tôi cách khoảng trên 10 lớp, có một cái cô bé cổ chừng mười mấy tuổi, Mohamed Acharya, rồi có một cái tên riêng nữa, tên Nhung. Cứ hả mà đặt như vậy đó, Mohamed Acharya. Chúng tôi không hiểu sao mà chính bản thân họ, cái người đạo hồi, miền Đông Nam ở Đồng Nai có một số tinh thánh gì đó, tinh thánh. Trong cái từ Bali chúng ta nghe cái từ Ariya, Ariya, thì cái cô bé này nó cũng giống giống như vậy, cái tên cũng y chang vậy. Thì ở đây chúng tôi nói như vậy, chúng ta thấy rằng theo cái văn hóa, cái cô bé này là đạo hồi, cho nên là cũng có cái tên. Thì ở đây chúng tôi nói rằng nó tùy theo cái quan điểm, cái văn hóa của mỗi người. Nhưng mà rồi ở trong chúng ta thấy rằng cái tên đó nó cũng không thể nào nói hết, mặc dù là chúng ta biết rằng cái giá là thánh. Ví dụ chúng ta hiểu trong cái danh từ Bali đó là một bậc cao cả hay là bậc thánh ở trong Phật giáo, mình hiểu. Thì người ta cũng đặt theo, rồi người ta định nghĩa theo, tùy theo cái văn hóa của họ. Thí dụ như là chúng ta thấy bên Phật giáo Bắc truyền á, là họ có những cái gọi là thập bát La Hán. Thì cái thập bát của La Hán của họ thì nhiều cái hình thù, nhiều cái vị hình thù, nó sự thật ra thì mình nhìn nó hơi quái dị một chút. Dạ, hơi quái dị một chút. Nhưng mà đó là theo quan niệm của Phật giáo truyền, chúng ta
có thợ gọi là thập bình thường, nhưng mà nó lại hiền. Chúng ta thấy rằng nó không thể nói hết tất cả, nhưng mà ở trong cái bài học này đó thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói nếu mà cái người tên sao mà người vậy á, thì người đó là vô hại. Bởi vì cái ông Bà La Môn này tên là Ahimsako mà, Ahimsaka Paradochat, thì hay là vô hại, bất hại hay là vô hại. Quý vị chờ chúng tôi một chút, không biết cái màn hình nó bị sao. À, xin chào mà. Dạ, cảm ơn Đại Đức Tề Tri. Tên sao á thì bây giờ sao con tính xin nương tựa về tăng chúng. Và quả thật là cái vị này đã xuất gia theo Phật, theo Phật giáo, theo Đức Phật, rồi thì đó là tìm một cái nơi độc cư tu hành, thì sau đó một thời gian thì vị này chứng đắc quả vị thánh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tinh thần mà gọi là vô hại của Phật giáo đó, nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Khi chúng ta nói đến Bậc Thánh thì các ngài hoàn toàn vô hại. Giống như chúng ta nghe ở trong Kinh Pháp Cú thì Đức Phật ở cái Pháp Cú số 270 đó, thì gọi là còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại gọi không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh. Hả, mà đã là thánh rồi đó, không có nghĩ đến, không nghĩ đến dù là một cái tổn hại bất cứ một sinh linh nào, dù là nhỏ nhoi, trong cái suy nghĩ thôi, trong cái suy nghĩ thôi, không có tổn hại. Hay là nếu tên thánh không còn giết, còn đức thanh cao, thánh không dắt về cái câu chuyện mà ở trong kinh, ở một rồi tu đạo quả. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi nói đến cái tinh thần vô hại của Phật giáo đó là một cái tinh thần tu trọng. Thì nếu ta nói ở trong một cái, trong mỗi người tu của chúng ta đó, cái tâm từ và tâm bi đó, nó mang đến cái điều rất là quan trọng. Thí dụ như là khi mà mình tu tập cũng vậy, đối với những người chung quanh của chúng ta, trong các cái mối quan hệ đó, thì cái người tu tập về tâm từ cũng vậy. Khi mà mình nói đến giữa tu với nhau, giữa những cái bậc xuất gia với nhau, hay là giữa những người sĩ với nhau, của chúng ta cũng vậy, tức là người tu cần phải cái tâm từ của mình đâu, chứ không có một cái
cái lời nói mà khởi, nó phát xuất từ ở cái tâm sân của người đó được, mà khởi bằng cái tâm từ. Chỉ có cái tâm từ đó thì giúp cho cái đời sống của cái người tu được mát mẻ, được tiến bộ hơn. Mà một cái người mà có tâm từ như vậy đó, thì mình, cái người đó họ có tiếp xúc với ai đó, thì nó cũng toát lên một cái vẻ của cái người rất là hiền hòa, rất là mát mẻ, rất là từ ái khi mà mình xúc với cái người đó. Và khi mà mình tu tập thì đồng có nghĩa là mình luôn luôn có một cái thái độ không có sân hận với mọi sinh vật, không có sân hận với bất cứ mọi người nào. Ví dụ như bây giờ nè, chúng ta Phật tử với nhau, bạn bè đồng tu với nhau, đồng là Phật tử với nhau, thì mình có cái niềm tin đối với Tam Bảo, mình một người có cái niềm tin đối với luân hồi nhân quả. Cái người kia, cái người Phật tử kia, họ về Tam Bảo, đối với Tam Bảo họ cũng có tin, niềm tin về luân hồi nghiệp báo nhân quả, họ cũng có cái niềm tin đó. Rồi cái người đồng tu đó cũng có cái sĩ thì tức là tám giới: con nguyện không sát sanh, con nguyện không trộm cắp, con nguyện không tà hạnh, con nguyện không nói dối, và không con nguyện sai, vân vân. Thì khi mà mình nguyện như vậy thì cái người Phật tử kia cũng nguyện như vậy và cũng hành trì như vậy, cũng hành trì như vậy, tức là cũng đem cái điều mà được ban hành rồi chúng ta đem ra thực hành và hành trì giống như nhau. Rồi cái sự hiểu biết của một người Phật tử cũng vậy. Cái người tu tập của chúng ta nói chung và người Phật tử nói riêng đó, là mình hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về những cái pháp đưa đến cái sự an lạc thanh tịnh, rồi cái pháp đưa đến cái đời sống thối đọa hay là luân hồi sanh tử khổ đau. Mình biết rõ như vậy, biết như thế nào là vô thường, biết như thế nào là khổ, biết như thế nào là vô ngã. Khi chúng ta hiểu rõ như vậy đó thì chúng ta mới có được cái định hướng để chúng ta thực hành. Cho nên khi mà một người có niềm tin, có giới hạnh, rồi có cái sự hiểu biết đúng như vậy, để rồi mình tiến tu ở trong cái đời sống tu tập cũng vậy. Như vậy đấy, các bậc xuất gia cũng vậy, tức là cũng có cái niềm tin, tức là tin ở nơi Tam Bảo, tin ở nơi luân hồi nghiệp báo, tin ở nơi sự thanh tịnh giải thoát, tin ở nơi sự ô nhiễm của nội tâm. Biết rõ như vậy, biết rõ để rồi mình thực hành cái pháp để làm sao thanh lọc phiền não, để làm sao chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là điều mà chúng ta thấy ở trong tất cả các cái bậc xuất gia cũng vậy, cũng vậy. Cái tinh thần gọi là lòng từ của một người đó, tức là mình có tiếp xúc với ai, nói năng, hành động, cử chỉ, suy nghĩ cũng luôn luôn có cái sự mát mẻ, dù người kia có gây đến cái sự tổn hại hay là gây đến cái điều tổn hại gì cho mình á, thì thật sự là mình phải có cái tâm từ, mình mới là có thể vừa là an vui cho mình, vừa là chất liệu để tạo nên cái đời sống của mình nó được tiến, tu tập của mình được tiến bộ hơn. Và đồng thời đó là cái người tu đó là chúng ta phải tu tập về cái tâm bi. Cái tâm bi, tâm bi là sao? Là không nỡ thấy chúng sanh khát khổ, tức là mình dù gì đi nữa thì không làm đến tổn hại, không tổn hại, không tổn hại. Dù một cái, chúng ta biết rằng nhiều khi ở bên ngoài đó thì người ta nói là cái gì làm tổn hại người khác hay là con vật khác, mình dùng cái vật gì đó mình đánh vào con vật gọi là tổn hại, hay là mình đánh vào người nào đó gọi là tổn hại, nhưng mà cái đó mới là thân hành động tổn hại thôi. Chứ còn lời nói nữa, còn cái lời nói nữa, có nhiều người họ không không hành động nhưng mà họ lại dùng lời nói gây tổn hại, có thể là nói dối, có thể nói những lời cay nghiệt độc ác, nói những lời rất là thâm độc, hay nói những lời thô lỗ,
thì cái lời nói đó, đó nó cũng là cái ác khẩu. Cái ác khẩu, khi mà cái ác khẩu khởi lên á, bằng với cái tâm sân hận á, bằng với cái tâm não hại đó, thì luôn luôn gây đến cái tổn thương, tổn hại cho sinh lộ. Cho nên chúng ta nói rằng chúng ta tu tập về tâm từ, chúng ta tu tập về tâm bi, tức là vô hại, vô hại, tức là chúng ta không nghĩ đến cái tổn hại đến sinh lộ. Rồi khi mà chúng ta nghĩ đến cái suy nghĩ đó, dù là cái suy nghĩ của mình cũng vậy, chúng ta thấy trong chánh tư duy đó, bát chánh đạo, trong bát chánh đạo có chánh tư duy đó. Chánh tư duy là gì? Chánh tư duy tức là tư duy suy nghĩ về vô dục, tức là suy nghĩ để ly tham. Chúng ta nghĩ cách này cách kia để làm sao tâm của chúng ta đừng có dính, đừng có ái tham ở trong ngũ dục, ái tham trong đời sống luân hồi, ái tham trong đời sống hiện hữu, ái tham trong sự cột chặt mọi cái sự hiện hữu trong cuộc đời này. Do cái ái tham đó cho nên chúng ta phải khổ. Như vậy thì khi chúng ta nghĩ đến những cái gì mà lý dục thì nên nghĩ, tức là chúng ta suy tư cái gì mà gọi là để ly tham á, thì nên suy tư. Đó là suy tư gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy nữa đó là tư duy như thế nào gọi là vô hại. Tư duy vô hại, vô hận. Vô hận tức là chúng ta tu tập về tâm từ. Chúng ta tu tập về tâm từ. Thật sự ra mà nói đó, là khi mà mình với mọi người cũng vậy, nhiều khi trong cái bất cẩn trong đời sống, thất niệm ở trong đời sống, chúng ta qua cái lời nói, qua cử chỉ, qua cái suy nghĩ hành động của mình gây tổn thương vô tình, vô tình gây tổn thương hay là cố ý gây tổn thương đến sinh lỗi, thì chúng ta nghĩ lại, nếu chúng ta có nghĩ lại đó, thì chúng ta quả thật là tại sao mình phải nói như vậy, tại sao mình phải làm như vậy, tại sao mình phải suy nghĩ như vậy. Mình suy nghĩ đó là suy nghĩ tổn thương, tổn thương trong cái gọi là tư duy vô hận đó, tức là mình không làm, không có cái sự sân hận đối với các sinh loài. Chúng ta thường có một cái suy nghĩ đó là người đó hại tôi, không trực tiếp thì gián tiếp người đó hại tôi, hoặc là người đó hại người thân của tôi. Khi chúng ta nghĩ như vậy đó thì tâm của chúng ta sân hận, tâm của chúng ta sân hận, hoặc là người đó làm tổn hại đến người thân của tôi, hoặc là người đó làm lợi ích đến cái người, đến kẻ thù của tôi, thì mình cũng sân hận nữa, mình cũng sân hận nữa. Cho nên chúng ta biết rằng cái người mà làm lợi, chúng ta nghĩ rằng cái người mà làm lợi ích cho kẻ thù của mình thì người đó là kẻ thù của mình, cho nên là mình sân hận. Sự thật ra cái đó là chúng ta suy nghĩ về, chúng ta suy tư, chúng ta tư duy về vô, tư duy về sân hận. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái sự mát mẻ đối với sinh lồi đó, thì chúng ta không nghĩ như vậy. Bởi vì mỗi người trên cuộc đời này đó đều có cái nghiệp riêng. Chúng ta sanh trong gia đình thì chúng ta có cái duyên để làm anh em với nhau, làm cha con mẹ con với nhau, ông bà cô dì chú bác với nhau, đó là có cái duyên. Nhưng mà rõ ràng trong cuộc đời này, mỗi cái chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này chính là do hạnh nghiệp của mỗi người. Mỗi người thừa hưởng cái nghiệp của mình. Có một cái duyên nào đó thì chúng ta sanh trong một gia đình đó, trong một dòng tộc đó, trong một dòng họ đó. Nhưng mà rồi đó là mỗi người có cái nghiệp riêng. Thí dụ như chúng ta sống trong cuộc đời này đó, có khi chúng ta lại vô tình hay là chúng ta cố ý nghĩ đến cái sự tổn hại với sinh lồi, thì ở đây đó chúng ta biết rằng cái lòng sân hận, do cái lòng sân hận, do cái tâm sân hận, cho nên là mình không có xóa bỏ được. Như vậy thì ở đây đó, cái tên mà vô hại đó có nghĩa là cái người mà không nghĩ đến cái sự tổn thương chúng sanh khác, mà vô hại ở đây đó là chúng ta gặp trao dồi cái tâm bi của mình. Chúng ta cần phải tu tập và trao dồi cái tâm bi của mình.
Cái tâm bi là sao? Là không nỡ thấy chúng sanh khát khổ. Không nỡ thấy chúng sanh khát khổ. Hả? Chúng sanh khát khổ là mình không nỡ. Chúng tôi không phải nói hay, nhưng mà có một điều như thế này nè. Không biết là tại cái tính của mình do như thế này nè. Quý vị biết rằng đó, là nhiều khi mình thấy hai cái con gà nó đá với nhau, mình cũng không muốn nhìn. Nếu mà ở trong tầm tay của mình, hoặc là ở trong cái sân chùa, hay là sân chùa mà nhiều khi con gà sớm mà nó đá nhau, mà nó đi vô sân chùa nó đá nhau, mình cũng không muốn nó đá nhau nữa. Chứ đừng nói tới cái chuyện mà mình phải là dùng cây hay dùng gỗ hay là dùng đá gì mình đập nó, mình đánh nó hay là mình chọi nó, vân vân. Cái đó là cái tổn hại. Tổn hại ở trong cái hành động của mình. Tổn hại bởi hành động của mình. Tổn hại bởi lời nói của mình. Hay là tổn hại trong cái suy nghĩ của mình. Cho nên nếu mà cái người mà quý vị biết rằng do không tập tâm từ đó, cái người mà do không tu tập tâm từ đó, thì cái việc gì họ cũng dễ dàng sân hận đó. Dễ dàng sân hận. Và một chuyện một chút họ cũng sân hận, chuyện một chút họ cũng khó chịu. Cái gì ai làm trái ý nghịch lòng chút là họ đã khó chịu rồi. Họ đã khó chịu. Rồi về nhà đó là suy nghĩ nha. Về cái nơi của mình á, tối nèm nằm gác trán trên tay trên trán là suy nghĩ. Cái người này dày dày, cái tự nhiên lòng nó nóng nảy, nó bồi hồi, nó khó chịu. Rồi ngủ có nhiều khi ngủ cũng không yên nữa. Bởi vì cho nên là chúng ta thấy rằng tu tập tâm từ đó là một trong những cái gọi là cái thức cũng an vui mà ngủ cũng được an vui. Cái người mà thấy dị mộng, thấy ác mộng trong cái cơn ngủ của mình thì mình liệu rằng cái tâm của mình nó có được an tịnh, có được thanh thản trước mọi cái hành vi trong đời sống hàng ngày, mình có tu tập tâm từ hay không, mình có tu tập tâm bi hay không? Bởi vì khi mà mình tu tập tâm bi đó, có nghĩa là mình thấy cái người khác khổ, thấy người khác có như thế này thì mình cũng không nỡ làm tổn thương, mình cũng không nỡ làm người khác tổn thương bất cứ một sinh loài nào. Có người thì cho rằng con vật lớn thì mình làm tổn thương nó thì mình mang tội mang nghiệp, vân vân. Nhưng mà con vật nhỏ thì mình làm tổn thương nó thì không có mang tội mang nghiệp. Cái nghĩ đó nó cũng sai. Bởi vì chúng ta biết rằng con kiến nó cũng là ngũ quẩn. Con voi nó cũng là ngũ quẩn. Con gà, con vịt nó cũng là ngũ quẩn. Con người của chúng ta đó là cũng là ngũ quẩn. Cho nên khi mà chúng ta đã xúc phạm, chúng ta đã đánh đập, hay là chúng ta tra cạo làm tổn thương bởi cái hành động của mình, hay là tổn thương bởi cái lời nói của mình, hay là tổn thương bởi cái suy nghĩ của mình, thì chúng ta đã mang một cái ý nghiệp không tốt, và cái khẩu nghiệp không tốt, và cái thân nghiệp không tốt. Cái thông nghiệp đó là bất tịnh. Cho nên là chúng ta thấy rằng giống như là ngày Ankulimala đó. Ankulimala tức là ngày thường thường là chúng ta gọi là vô não, thì ngài còn có cái tên gọi là Ahimsa. Ahimsa có nghĩa là bất hại, hay là vô não đó, có nghĩa là vô não. Cho nên á, chúng ta thấy ở trong đời sống của ngài, bởi vì ngài đã từng khi mà ngài chưa xuất gia đến với Phật đó, chưa đến với Phật để xuất gia đó, thì ngài là một cái người giết người rất là nhiều, bởi do cái sự đầu độc của người thầy, hay hoặc là do những cái sự ganh ghét của những cái người đồng tu lúc mà ở Bà La Môn giáo, ở trong đạo Bà La Môn đó, theo một cái giáo phái đó thì nếu mà không bị sự ganh ghét của những người đồng tu, đồng môn, hay là những cái người đầu, những cái sự đầu độc của người thầy đó, thì ngài đâu có giết Ankulimala đâu có giết người đến cái số lượng người mà rất là nhiều như vậy. Nhưng mà khi mà đã giết rất là nhiều người như vậy đó, nhưng mà do rằng khi mà xuất gia vào ở trong Phật giáo rồi, từ bỏ tất cả. Cho nên là khi mà ngài Ankulimala rượt theo Đức Phật để mà chém là Đức Phật, để mà giết Đức Phật, để định lấy một cái ngón tay thôi. Cho nên trong cái bài kinh chúng ta tụng mà tám kệ ngôn để gọi là ân đức cảm thắng Ma Vương, cảm thắng của Đức Phật đó, thì
nói rằng là Angulimala cắt ngón tay người xỏ làm tràn qua, có nghĩa là rượt theo Đức Phật để giết Đức Phật, để mà cắt chỉ cần một ngón tay thôi để mà xỏ thành cái tràn qua, để rồi đeo trên trên người đó. Vậy mà rượt theo hoài, Đức Phật dùng thần thông á, ông Angulimala rượt theo hoài rồi cũng không kịp, thì Angulimala mới lên tiếng này: Sa môn Gautama, ông hãy đứng lại. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng: này Angulimala, ta mới là người đứng lại, dừng lại, còn ngươi mới thật sự là người chưa dừng lại. Thì lúc đó Angulimala mới có cái suy nghĩ rằng: tại sao mà Đức Phật lại nói mình là người chưa dừng lại? Thì Đức Phật mới giải thích rằng là cái hạnh, cái ác nghiệp của ngươi đó chưa có dừng lại. Có nghĩa là cái hành động của ngươi, cái suy nghĩ của ngươi và cái lời nói của ngươi nó chưa có dừng lại bởi cái ác nghiệp. Cho nên lúc đó Angulimala mới trực tỉnh ra, tỉnh ngộ được, thì mới quỳ mọp xuống để mà xin quy ngưỡng Đức Phật. Sau đó Đức Phật ngài mới tiếp độ trở thành một cái vị mà xuất gia. Thì quý vị biết rằng đó là trong kinh ghi lại đó là ngài đi thất thực như vậy đó, là người ta chọi ngài rất là nhiều, ta giác đá người ta chọi, ta ghét á, ta chọi, chọi về có thể là u đầu lỗ máu, đổ máu như vậy. Nhưng mà cái tâm của ngài rất là mát mẻ, bởi vì các ngài lúc đó chứng, ngài đã chứng quả thánh rồi, chứng quả vị A La Hán rồi, cho nên ngài có cái tên gọi là Ahimsa, ngài có cái tên là Ahimsa, Ahimsa. Trong kinh có nhắc lại cái câu chuyện là khi một cái người thiếu phụ nọ mang thai, đến lúc mà sinh đó, mà sinh nó khó đó, sinh khó như vậy đó, nhưng mà rồi đó thì ngài Angulimala ngài đi khất thực, ngài thấy cái tình cảnh đó thì ngài kêu là quấn cái miếng vải lại để ngăn ra, thì ngài mới đứng, ngài nói rằng, ngài chú nguyện rằng từ khi mà ta thanh sanh vào dòng thánh thì ta chưa có một cái khởi niệm để làm tổn hại người. Do cái quy lực này, do cái năng lực này, mong cho cái bà chị này nè được dễ dàng sinh, sinh dễ dàng. Và quả thật là khi ngài nguyện như vậy rồi đó, thì cái người phụ nữ, người thiếu phụ đó dễ dàng sinh cái đứa bé ra. Thì ở đây chúng tôi nói rằng, khi mà nói đến cái năng lực của một cái vị mà A-la-hán, đặc biệt là khi mà mình nói đến bậc thánh là một bậc mà gọi là vô hại. Khi đã gọi là bậc thánh thì các cái bậc đó đều gọi là, mình phải nói là một điều đó là vô hại, không có làm nghĩ đến cái sự tổn hại với sinh loài. Còn riêng chúng ta đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái pháp danh của mình hay là bất cứ cái gì, nhiều khi chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất thì ngài cũng chẳng qua là con của bà Sari thôi. Con của bà Sari thôi, tên của con của bà Sari thôi, hoặc là ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn, nó liên quan tới cái họ của ngài, rồi mình kêu như vậy, hay hoặc là có những cái đặc tính gì đó mà đặt cái tên cho như vậy. Thì càng về sau này, điều này chúng tôi thấy rằng đối với Chư Tăng Khmer đó, thì thường thường là các ngài chỉ sử dụng cái pháp danh ở trong những cái dịp tăng sự thôi, tăng sự. Chứ thường thường là chúng tôi thấy là ví dụ như là ngài Hòa Thượng Sóc San, Thạch Sóc San, rồi ngài Hòa Thượng Thạch On, ngài Hòa Thượng Danh Nhường, là những vị mà cao tăng của Chư Tăng Khmer, thì thường đó là người ta kêu bằng cái tên đời thôi. Khi mà pháp danh á, sử dụng pháp danh là trong trường hợp tăng sự thì mới sử dụng pháp danh. Càng về sau này đó, thì chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo Bắc truyền đó, thì người ta lại chú trọng đến pháp danh rất là nhiều. Đặc biệt là Phật giáo Bắc truyền, người ta đặt đệ tử, đặt pháp danh theo đệ tử, cho đệ tử thì họ theo dòng kệ, theo dòng kệ, và cứ theo cái dòng kệ đó, thí dụ như chữ gì đó, chữ Tịnh, chữ chữ Thanh hay là chữ Mỹ gì đó, ví dụ vậy, thì họ theo cái dòng kệ đó. Mà nếu mà đi vào cái dòng kệ đó, đặt tên rồi đó, thì mình biết cái người đó thuộc về cái giai vế thứ mấy. Cái vai vế thứ mấy, vai vế thứ mấy ở cái đời nào. Đối với lại Phật giáo Bắc truyền á, thì người Phật tử người ta lại chú trọng đến cái pháp danh. Họ nghĩ có pháp danh á,
là cái gì đó là hãnh diện. Mà chúng tôi nói là hãnh diện nó cũng đúng. Mình hãnh diện thì mình phải làm đúng như vậy. Nếu mà đặt cho mình là tịnh này hay hoặc là diệu kia, chữ diệu cũng chẳng qua là chữ tốt, chữ thiện thôi. À, diệu này, diệu kia, thí dụ vậy. À, hoặc là thiện này, thiện kia, à, vân vân. Chúng tôi nói chung như vậy. Nhưng mà có một điều đó là đặt, để đặt cái pháp danh để mong muốn mình là như vậy. Mà nếu mà mình làm đúng cái tên pháp danh của mình á, thì quả thật nó tốt quá. Nó tốt quá. Thí dụ như ông thầy á, ông đặt cho mình là Thiện Ân, à, thì cũng mong rằng á, là mình vừa là hiền thiện mà vừa nhớ đến ân đức của Tam Bảo, nhớ ân đức thầy tổ, thí dụ vậy, vân vân. Thì nếu như mà mình làm được như cái pháp danh của mình á, thì nó tốt quá. Đó, nhiều khi á, là có cái pháp danh thì đó là cái niềm tự hào của chính họ. Nhưng mà tự hào nó đồng với lại cái nghĩa vụ của mình á, là phải sống đúng với lại cái pháp danh của mình. À, đúng với cái pháp danh của mình. Ở đây đó, trong cái bài học này á, nói một cái vị mà gọi là Ahimsaka Paradocha ở đây đó, để mà sau đó thì xuất gia theo Phật, thì Phật mới nói rằng á, nếu cái tên á, sau cái người vậy đó, thì người ấy là vô hại. Nếu mà tên là vô hại thì hãy sống như là vô hại. Và nói trên tinh thần tu tập của Phật giáo, mà mình tu tập về cái tâm bi tâm từ đó, thì chúng tôi nghĩ đó là một cái liều thuốc tốt giúp cho cái đời sống tu tập của mình được tiến bộ, được tiến bộ hơn. Chúng ta có tu tập gì đi nữa mà chúng ta thiếu tâm từ, thiếu tâm bi thì không thể lan tỏa được, để lan tỏa. Điều đó chúng ta thấy là ngay cả cái người Phật tử của chúng ta đó, có năm giới thì giới đầu tiên đó là chúng ta không có sát sanh, không có sát hại sinh vật, dù là trong một con vật, một cái sinh vật nào dù nho nhỏ đi nữa, chúng ta cũng không có sát hại. Và trong cái suy nghĩ của mình cũng vậy, cái suy nghĩ của mình không nghĩ đến cái sự tổn thương, tổn hại bất cứ sinh loài nào, dù là lớn hay là nhỏ, xa hay là gần. Cho nên ví dụ khi chúng ta rải tâm từ đó, chúng ta tụng cái bài kinh nguyện cho tất cả chúng sanh hướng đông nam, đông tây, tây nam gì đó, nam gì đó, bắc, đông bắc, trên và dưới đó, thì cái nguyện đó là chúng ta chỉ tụng để nguyện thôi. Nhưng mà sự thật khi chúng ta khởi cái tâm từ lên đó, là cái tâm chúng ta hướng đến cái hướng đó, tâm chúng ta hướng đến hướng đó, mong cho tất cả chúng sanh được cái sự an vui, mong cho tất cả chúng sanh được cái sự mát mẻ, và mong cho tất cả chúng sanh đừng có làm tổn hại cho nhau. Đối với các bậc thánh thì các ngài không làm tổn hại rồi. Còn đối với những người phàm phu mà tu tập á, thì chúng tôi nghĩ rằng á, cái tu tập tâm từ và tâm bi á, nó phải xứng đáng với lại cái gì mà chúng ta tu tập. Và thật, quả thật như vậy. Khi mà mình tu tập tâm bi hay tâm từ đó, thì là một cái pháp mà nuôi dưỡng cái đạo tâm của chúng ta rất là kiên cố. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Đường Pháp Thân bị rất nhức, xin quý vị chờ trong giây lát. Và hôm nay Hòa Thượng Giác Đẳng không có vào trong được, mà các vị sư khác cũng không được. Cho nên sau khi Thượng Tọa Pháp Thân giảng xong, là quý vị
chúng thường có căn giảng dài tới đâu hay tới đó. Hôm nay chúng tôi sáng nay đi thuyết pháp ở Sài Gòn, cái chúng tôi bị cảm, nó bị sốt bệnh viêm họng, cho nên không có vào kinh được để mà thảo luận. Do đó sau khi thượng tọa căn giảng xong thì quý vị hãy để bài cũ cho đến hết giờ. Ồ, vậy chắc nhờ đến Đức Từ Tri coi cung thỉnh các vị. Và bây giờ thì xin cung thỉnh thượng tọa pháp tân trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con cảm ơn hòa thượng Tỳ Siêu rất nhiều. Con nghĩ là hòa thượng sức khỏe cũng đang bệnh, cho nên con thỉnh hòa thượng nghỉ sớm. Một tí nữa con hy vọng rằng sẽ có thượng tọa Tị Quyền vào đó, thì sẽ tiếp tục để chia sẻ. Con sẽ cố gắng giảng được bấy nhiêu thì sẽ giảng bấy nhiêu thời gian. Dạ, con thỉnh hòa thượng đi nghỉ sớm để còn công việc để ngày mai. Vì con biết ngày mai là chùa Siêu Lý Vĩnh Long có một buổi lễ thỉnh chư tăng về đó cũng đông, cho nên là con nghĩ hòa thượng còn nhiều việc để lo. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục cái bài học hôm nay. Cho nên chúng tôi nói ở đây đó là khi mà mình tu tập tâm từ tâm bi ấy, thì những cái con vật mà nó ở gần chúng ta nó cũng cảm thấy an toàn. Bởi vì bên ngoài đó là mình người ta cứ giết hại. Ở bên nước ngoài đó nhiều khi người ta có những cái con vật đó, giống như con cá đó, chúng ta chỉ bắt những cái con lớn để ăn thôi, hay là một số cái con vật á, là bắt những cái con lớn để ăn thôi, chứ người ta không bao giờ mà sát hại những cái con vật để nhỏ. Còn riêng ở Việt Nam thì quý vị biết rằng là mặc dù là có những cái sự khuyến cáo, có những sự khuyến cáo từ nhà chức trách, nhưng mà rồi người ta cũng không có thực hành làm theo, người ta không có làm theo, người ta giết con này con kia vô tội vạ lắm. Nhiều khi con chim đó là thì quý vị biết rằng chim trời cá nước mà, cho nên rằng là có khi nó thấy ở đâu đậu được an toàn thì nó ở đến đó, có con mồi nó ăn thì nó ăn, nó sống, nó sinh sống. Giống như cách đây và ít hôm chúng tôi có dịp đi đám tang ở Trà Vinh, chúng tôi ghé chùa hang á, thì quý vị biết cò đó, con cò với con vạc, con vạc đó, nó rất là nhiều ở trên cái cây cao, mà xin lỗi là nó đi tiêu á, đi nó phẫn quế đó, nó phóng quế đó đầy luôn ở dưới sân, trắng hết. Mà vô trong đó mình biết rằng nó, nếu ai không quen thì nó rất là hôi, rất là tanh, bởi vì cái mùi xú quế của các cái con vật đó nó xả ra đó nó rất là hôi. Nhưng mà rồi đó là ở trong chùa đó nó an toàn, bởi vì các sư không bao giờ cho ai vô trong đó mà săn bắt con cò, con vạc ở trong đó được hết. Cho nên chúng tôi thấy cả cái ao cũng vậy, có những cái con cá dồ đó, người miền Tây gọi là cá dồ, hay là còn có cá tra rồi đó, con nào con nấy cả chục ký, 6-7 ký, 6-7 ký, 5-6 ký, thì có nghĩa là nó sống đó ở trong cái ao đó rất là lâu, người ta thả vô đó rồi sống rất là lâu đời. Rồi đến lúc nào nó già rồi tự động nó chết thôi. Chúng tôi nhớ rằng là cách đây 6-7 năm chúng tôi có dịp về ở chùa Siêu Lý. Chúng tôi ở đó khoảng 10 bữa nửa tháng, chúng tôi ở bên vườn thiền đó. Thì quý vị biết rằng ban đầu thì người ta thả ở trong cái vườn thiền của chùa Siêu Lý đó, là những cái con cá thôi. Mà nó sinh sôi nảy nở ra mà rút cục phải nhờ người vớt, bị nó chật hết cả cái ao rồi. Nó đẻ, nó sinh sôi nảy nở ra, chật hết cả cái ao rồi. Cho nên vớt một lần 1-2 tấn cá, rồi đem ra sông thả, nhờ người phải xả.
rồi một thời gian sau thì nó cũng sinh sôi nảy nở, nó đẻ ra nữa, mà cũng không ai giết nó, cho nên là nó rất là nhiều. Ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái khi mà mình tu tập tâm từ tâm bi đó, thì đó là cái sự an vui cho những người chung quanh, cho những cái con vật chung quanh, bởi vì thấy đó là sự an toàn. Giống như là chúng ta tiếp xúc với một người nào mà mình có cái trong lòng của mình có cái tâm từ, là mình mát mẻ với mọi người đó, không có một cái sự câu mâu chấp bóc, không có cái sự giận hờn khó chịu, thì cái người xung quanh của mình họ đến với mình, họ cảm thấy đó là sự vui vẻ, đó là sự an vui, đó là sự an vui. Tiếp chuyện với mình thì họ cảm thấy đó là sự bình an, đó là sự thích thú, an vui. Còn nếu như một người mà có cái tâm sân hận đó, thì xin lỗi quý vị đó là họ ngại lắm. Ngay cả bản thân của chúng tôi cũng vậy, rất là ngại. Là vì mình không biết là họ nóng giận bất chợt, hay hoặc là khi họ nóng giận lên thì họ rất là quát tháo, mình rất là sợ, không biết là họ nóng giận lúc nào. Cho nên đó là sự bất an. Cả con vật cũng vậy. Khi mà mình tu tập về tâm từ, tâm bi thì rõ ràng là không não hại, không có làm tổn hại bất cứ một sinh vật nào đó, thì những cái người xung quanh của mình cũng cảm thấy đó là an vui, đó là sự an toàn. Rồi con vật nó cũng ở gần mình, nó cũng cảm thấy đó là sự an toàn. Chúng tôi nghĩ rằng mình giống như cái quả báo của cái việc mà tu tập tâm từ đó, là trong đó có cái điều đó là do mình tu tập tâm từ tốt đó, tâm từ tốt đó, thì mình ngủ cũng được an vui và mình thức cũng được an vui. Và mình rất là có nhiều những cái người thiện hữu, tức là những người bạn thiện, hiện thiện, gần gũi với mình. Còn nếu như mà mình có cái tâm sân hận, hay là đối với một cái người có cái tâm não hại đó, thì rõ ràng là bất an lắm. Mà người ta sợ gần rồi cũng không biết là sẽ gây đến cái tai họa khổ đau lúc nào cũng không biết. Thì ở đây chúng tôi nói đó là khi mà mình được cái tên đó, thì đó là điều hãnh diện, do cha mẹ đặt hay là pháp danh do thầy tổ đặt. Nhưng mà thầy tổ đặt đó, có nghĩa là mong muốn mình đó, làm sao để rồi mình tốt như vậy, mình tốt như vậy. Thì nếu mà cái tên của mình là như vậy đó, như chúng tôi nói đó, cái tên nó không phản ánh đến cái đức tính của cái người đó hay cái đời sống của người đó hoàn toàn. Mà nếu như mà mình cái tên mình có đẹp đi nữa đó, thì mình phải làm những cái gì đẹp. Giống như trong kinh Pháp Cú Phật có dạy rằng như hoa có sắc thiêm hương, nói lành mà lại đảm đương làm lành. Như hoa có sắc thiêm hương, cái hoa mà có vừa có sắc mà vừa có hương thơm nữa, thì cái người mà nói được điều lành đó, thì cũng làm được điều lành. Giống như mình có một cái pháp danh hay là có một cái tên nó đẹp đi nữa, thì chúng ta phải làm giống như vậy. Đặc biệt là khi mà mình, chúng tôi nghĩ rằng hai cái đức tính gọi là tu tập về tâm từ và tu tập về tâm bi đó, chúng tôi nghĩ rằng hai cái đức tính này đó rất quan trọng. Nó giúp cho chúng ta được an lạc tiến tu, và những người chung quanh của chúng ta cũng được an lạc, cũng được tiến tu. Và khi mà mình có một cái đời sống mà an lạc như vậy đó, thì rõ ràng là chúng tôi nghĩ rằng cái người mà không có nghĩ đến cái sự tổn hại bất cứ một sinh loài nào, thì đó là chỉ cho bậc thánh. Còn chúng ta là những người tập tành tu tập về tâm bi, chúng ta tu tập về tâm từ, thì cái tâm bi á, là cái tinh thần gọi là ahimsa, tức là vô hại hay là vô não, tức là không nghĩ đến một cái sự tổn thương bất cứ một sinh vật nào, dù trong một cái suy nghĩ, chứ đừng nói thốt ra những cái lời gây tổn thương người khác hay là cái hành động gây tổn thương người khác. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là đặc biệt là mình tu gì tu mà mình cái nội tâm mình được an lạc thanh tịnh thì đó là cái điều quan trọng. Mà muốn được an lạc thanh tịnh thì mình phải có một cái tâm từ, mình phải có một cái tâm bi, tức là mình phải tu tập hai cái đức tính đó. Khi mà mình tu tập tâm từ tâm bi như vậy đó, thì cái nội tâm mình được an lạc, nội tâm mình được an tịnh. Bởi trong những cái điều mà gọi là
cái bất hại, một người mà gây tổn thương với người khác đó, thì người đó không thể nào có được cái sự an tâm. Giống như là Phật nói rằng là giống như ngày Bức Thác Cô Xá ngày có nói đó, trong Tam Tịnh Đạo đó, ngày nói giới tức là đem đến cái điều bất hối, giới là đem đến cái điều bất hối, tức là cái quả của giới do cái sự hành trì giới là mang đến cái sự bất hối hận, không có hối hận. Nhưng cái người bất hối là chỉ có cái hành vi của họ đúng đắn, cái hành vi của họ hiền thiện, không làm tổn thương với sinh loài nào thì họ mới không có hối hận thôi, không có hối hận, hối tiếc đến những cái hành vi của mình. Như vậy thì ở đây đó, tu tập về tâm từ, tâm bi đó, nó làm cho cái giới của mình một phần đó, chúng ta hiểu rằng đó, chính do cái tu tập tâm bi đó, tu tập về tâm từ đó, chính là nó giúp cho cái giới của mình được thanh tịnh. Và đồng thời đó là nó giúp cho cái nội tâm mình được an tịnh. Nội tâm mình an tịnh. Và khi nội tâm mình có an tịnh thì nó dễ dàng sanh sự hỷ lạc, rồi dễ dàng có được cái trí tuệ để phát sanh. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái tên thì nó cũng không thể phản ánh hết toàn bộ cái hành vi của người đó hay cái đức tính của người đó. Nhưng mà nếu như mà mình có được một cái tên đẹp, chẳng hạn như là cái tên của cái bài học hôm nay là ông bà La Môn Ahimsaka, Ahimsaka là bất hại, bất hại. Mà nếu như Phật nói là nếu như mà cái tên mà đúng như cái gì mà ông ta làm á, thì nó quả thật là đúng là cái điều vô hại, đó là cái điều tốt nhất ở trong cái đời sống tu hành. Cho nên ở đây là chỉ cho cái bậc, đặc biệt là cái vị ông bà La Môn này đã xuất gia theo Phật, rồi đó là chứng quả vị thánh nhân, trở thành một bậc A-la-hán. Đó là cái điều mà chúng ta thấy hết sức là quan trọng. Ở trên cái đời sống của chúng ta tu tập, chúng tôi nghĩ rằng mình tu tập tâm bi, tu tập tâm từ là để trau dồi những cái giới hạnh của mình. Mình tu tập tâm từ, tâm bi là để cho cái tâm mình được an tịnh. Và cũng là một cái sự, cũng là một cái sự toát lên những cái vẻ của một cái người có một cái đời sống đạo hạnh, để xung quanh có được cái sự an lạc, xung quanh có cái sự cảm mến, xung quanh có cái sự nể phục ở trong cái đức tính của tâm từ và tâm bi. Khi một người đã có sự tu tập như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái giá trị của cái việc mà tu tập tâm từ tâm bi đó, nó rất là quan trọng. Và khi mà mình sống ở trong cái hoàn cảnh nào mình có tu tập tâm từ tâm bi thì thật sự nó tạo cho sự an lạc cho mình và cho những người khác trong cái đời sống tu học rất là nhiều. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì xin được xuống mít, thấy có Thượng tọa Tuệ Quyền vào, xin Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ tiếp cho cái bài học hôm nay với một ý nghĩa nữa. Nam mô Bức Tha Giá. Không biết Thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không ạ? Dạ xin một lần nữa. Dạ đã thấy có Thượng tọa Tuệ Quyền rồi, kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ tiếp với cái bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Để quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn sư Như Pháp và đại chúng sinh. Kính tri ân đến Thượng tọa Pháp Tăng và kính lễ Thượng tọa Pháp Tăng và Minh Hạnh. Thầy cô tri đức từ đức cục chư tăng ngài hiện diện, thân chào đến quý vị cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật như vậy. Có thể nói rằng nếu như chúng ta chỉ là một định danh mà chúng ta cho rằng được tất cả thì điều này thì ai cũng có cái tên đẹp hết. Chỉ nếu mà mình tên Hùng thì đặt cái lẽ là Hùng Dũng, đặt tên Dũng là Dũng Khí vân vân. Thì cái điều đó là quả thật thì cái tên nó chỉ là một danh chế định ở trong cái phần định chế của khi đặt tên, đặt tuổi, đặt cái gì đó cho nó gọi là nó đẹp, nó mỹ từ gì thôi.
Chứ như chúng ta biết bài học hôm nay thì ai em sẽ cắt. Và chúng ta vừa nghe Thượng tọa Pháp Tân đã giảng một cái bài pháp nhưng con người thì nó lạ, người ta thích cái đẹp, người ta thích cái tên, cái tuổi cho người ta cho nó nghe nó gọi là, nhiều khi sau này lớn lên lỡ có làm việc chức sắc gì đó thì được tốt đẹp, chứ sự thật ra thì trên cái tinh thần mà như chúng ta thấy Bà La Môn em sát phá ra đo chá này thì em sát phá ra đo chá này thì đến thì nói vậy thì Đức Phật không chấp nhận, mà chỉ nói rằng ai thân hành khẩu hành ý hành tốt đẹp thì người đó là em sát, là vô khải, đúng như vậy. Còn cái điều kiện mà định danh ở trong cuộc đời thì chúng ta thấy chúng ta gặp rất nhiều lần ở trong cuộc đời này, mà với những người mà có văn hay chữ giỏi một chút xíu đặt cái tên cho con thì nghe nó rất là kêu, nó rất là dữ, nhưng với sự thật ra thì những người đó thì trong những cái tên đẹp đó cũng có những người tốt, có những người xấu, mà trong có những cái tên xấu đó cũng có những người xấu cũng những người tốt, đó là thật như vậy đó. Quý vị biết cái người mà văn hay chữ giỏi thì người ta đặt tên cho con nó khéo chút xíu, người ta có một kiến văn kiến thức của chút xíu thì người ta đặt tên mà nó con mà nó đẹp. Chỉ như với miền quê đó, quý vị biết là bởi vì giới hạn bởi cái văn hóa, cái trình độ, cứ ra là bé 1, bé 2, bé 2, bé 3, bé 4, bé 5, bé 6, bé 7, bé 8, bé 9, bé 10, rồi họ tên cũng bé luôn. Rồi người ta đặt mít, sồi, ổi, mận gì đó cho nó đơn giản, người ta không có suy nghĩ, nó rắc rối, nó rườm rà, người ta không suy nghĩ tới vậy. Thì đúng như vậy. Nhiều người đặt tên hiền nhưng rất là dữ thì sao? Nhiều người đặt tên dữ nhưng đều lại rất là hiền. Không có đặt tên dữ, dĩ nhiên ta không nên nói đặt tên dữ. Nhưng điều mà ta đặt những cái tên mà nó chẳng hạn như là nó... Quý vị biết là có tên hận nữa. Tên hận thiệt luôn á. Thì có lẽ là cha mẹ cứ có cái chuyện gì đó buồn bực thì đặt tên con tên hận. Và quá thật chúng tôi đã gặp những người tên hận thì như vậy. Nhưng về anh chàng này thì quá thật thì anh hơi nóng tính và hơi xấu xí, đứng được cái nhìn của chúng tôi là vậy. Nhưng quá thật thì chứ những người tên hạnh thì là hạnh sao, những người tên coi như là tên hiền là hiền sao, những người tên đẹp là đẹp sao, thì hoặc là có những người tên xấu nữa, tên xấu xí, bởi vì người ta quan niệm á theo kiểu mà dân gian hồi xưa đó, kiểu như là đặt cho nó xấu xí vậy nó không bị ma hờn quỷ nhát, cứ như bỏ qua nó, không có bắt nó đi, thì cái đó là bởi vì vậy chúng ta thấy cái một cái tinh thần mà văn hóa thì nó tiến triển theo cái con người suy nghĩ như thế nào thì nó đi như thế đó, chứ quả thật chúng ta không có thể mà xác định một cách rõ ràng nó là như thế nào cả. Thật vậy đó quý vị. Nhiều khi trong cuộc đời này chỉ có một sự tu tập, chỉ có một sự quay về. Như Thượng tọa Pháp Tân đã nói, nó tu tập về từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm thì nó sẽ trang nghiêm cho con người. Nó là một vật trang điểm cho con người khi mà có cái giới, khi có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì làm đẹp. Nó là một cái pháp trang điểm cho chúng ta. Pháp trang điểm nó là vậy đó quý vị. Thì như thế chúng ta thấy
ở trong cuộc đời này nó chỉ là một cái, và Đức Phật là một cái danh chế định. Cái danh chế định ở đây chính là cái gì? Chỉ là cái hình thức, cái tên người để kêu, để gọi. Nhưng lạ lắm quý vị, đụng vô một cái là dễ phát sùng, dễ phát bực. Thí dụ như tự nhiên mình nghe nó mình tên tên Thủy, tên Hoa, tên Ngọc, tên gì đó ha, cái tự nhiên ta nhắc tên cái tên Thủy, cái tự nhiên cái mình đâu mình ngó ta. Nhưng nếu biết người tên Thủy rồi biết bao nhiêu tên Quyền, cái tự nhiên nó tên Quyền, cái chúng tôi sẽ tự nói tôi. Thí dụ biết chừng người tên, tên cũng tên, tên Tân, thí dụ như Sư Tân đây, thì tự nhiên cái nói tới cái đó, cái tự nhiên cái mình à, cái mình có sự quan tâm đó. Chính là thật ra con người mình hình như do mình không có suy nghĩ kỹ đâu, chứ chính là chúng ta có cái sự chấp ngã. Chúng ta nghĩ rằng nói tới đó, nói tới chúng ta đó, chứ sự thật ra là nhiều khi nó không có cái gì liên quan gì chúng ta hết đó. Nhưng bởi chính con người vì như thế mới có sự chấp ngã, vì như thế khi đụng chạm vào kêu tên gọi tuổi, và chính con người có một cái định danh, định tánh như vậy, cho nên rồi thì chúng ta biết bao nhiêu là cái chuyện bực bội, cái chuyện khó chịu mà khi không vừa lòng mà cho chúng ta khải thị khái lạc thì chúng ta vừa lòng, mà nếu như chúng ta nghịch cảnh lại đó thì chúng ta cảm thấy bực bội, khó chịu, vân vân. Hay là cái tên người mình thì không có nên gọi là gọi thẳng tên người ta, hay như vậy thì bất kính. Thì cái đó cũng là một cái định chấp nữa. Thí dụ như bây giờ là con cháu không có được kêu ông bà, mà kêu tên, kêu gọi tên gọi tuổi ông bà, mà gọi là chúng ta gọi là ông cố nội, ông cố ngoại, ông sơ gì, ông cốc gì đó chẳng hạn, hoặc là các nói chung là bề trên, thì chúng ta không được gọi tên người ta, đó là một sự xúc phạm. Thì đó chỉ là định danh định phận thôi, chứ sự thật ra khi mà chết rồi thì cũng qua đi, chứ phải chết rồi nó nhan nhản đâu, nó trước mắt đâu. Cho nên nhiều khi đó là bởi vậy, cho nên đó, khi chúng ta hiểu đó, thì nó là một chuyện, nó chuyện khác, mà khi chúng ta không hiểu nó là một chuyện rất là khác. Rồi quý vị biết là ở ngoài miền Bắc đó, nó có cái vấn đề, tức là chúng ta biết lên đồng lên bóng đó. Tự nhiên kêu gọi tên gọi tuổi, đúng tên đúng tuổi mới lên. Chúng ngồi đó chúng tôi cười, chúng tôi nghĩ bây giờ không đúng tên không đúng tuổi người ta cũng lên. Đó là các phi nhân á, nó có một cái thần lực mà cái nghiệp sanh của nó thôi, nó làm bộ nó giả, nó giả làm người thân của chúng ta là cô dì chú bác, nó lên cái mình tưởng đâu là kêu, ta kêu vậy tự nhiên kêu tên, nghe cái tên đó giật mình luôn, bắt đầu nhắc tên, nhắc ở trong nhà đầy đủ tất cả trơn, mà nó có cái thần thông do nghiệp sanh đó, nó biết được ở trong nhà như thế nào thế nào. Chứ sự thật ra thí dụ bằng người thân mình á, thì chết chị anh cô và cậu gì đó mười mấy hai chục năm gì trước, thì sẽ tự nhiên kêu cái về. Nếu như người thân chúng ta đã đọa địa ngục, nếu như người thân chúng ta làm súc sanh sao mà vậy, rồi nếu như mình người thân chúng ta sanh thiên thì sao mà về đấy, cứ nghĩ rằng là chết xong rồi thở đó hoài. Đây cũng là một cái đây, do chúng ta không hiểu thì chúng ta sợ, chúng ta lo sợ hết. Chứ sự thật ra là cái tên đó phải gọi đúng mới được nha, không gọi đúng là không biết. Sự thật ra thì chẳng qua đó rồi bắt đầu chấp hôn nghĩ mà thiếu tên thiếu tuổi á, thì cúng kiến cầu nguyện không có hiện khởi được, cũng sai luôn đúng quý vị. Sự thật ra hôm nay cái phước này hướng nguyện đến cho ba, cho mẹ, cho bố, cho mẹ, hoặc cho má, cho anh, cho chị, cho cô, cho cậu, cho chú, cho gì, cho thầy tổ gì đó, hướng tâm đó thì tự nhiên chiêu cảm, hoặc là cái người quá vãng đó có duyên lành với chúng ta, họ sẽ nhận được. Chứ là phải kêu đúng tên, phải đúng tháng ngày tháng năm sinh, rồi chết lúc nào cũng y như là phải bài bản như vậy nha, phải tên với tuổi nha. Chết lúc coi như là 1 giờ 10 phút, 5 phút, 3 phút, 2 phút, rồi đọc lên pháp danh nha, người đó mới được
chính xác rồi nó mới đi về, hưởng dương hưởng thọ bao nhiêu vân vân, thì cái đó là do chúng ta chỉ định đó. Chứ có cái gì rồi chẳng hạn như hôm nay làm phước cúng dường cầu siêu này cho gia chủ là cô Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị An, Nguyễn Thị B gì là chủ hôm nay hưởng cho ba cho mẹ, thì sự thật nếu như ngay lúc đó đó kêu gọi lên thì mình kêu người ta được hay không cũng tùy cái duyên. Đợi quý vị biết á, nhiều lắm. Bây giờ nếu mình ghi tên nha, mình ghi đúng ngày tháng năm sinh thế này thế kia hoàn toàn. Nhưng quý vị biết đúng vậy đó cô, đừng có giỡn. Nếu mà chúng ta không hiểu được chết, người ta gọi lên, gọi lên thì mình cũng nghe, cũng hết hồn hết vía đó, chứ không biết đâu. Rồi quý vị có tin đó, nó tới xong có chưa tăng ở đó, chúng tôi cũng đi ra Bắc đó, xong đó rồi nó nói thưa các thầy, đúng là có các thầy ở đây, con xin phép các thầy, con làm việc với gia đình. Thì đó chính chúng tôi nói được cái đó từ cái duyên, nhưng chúng tôi cũng khuyên họ luôn, không nên sử dụng cái từ tâm từ bi, không có được làm quá đáng. Rồi quý vị có tin đó, có những cái chúng sinh đó, nó nhập lên đó, mà nó giao dịch với chúng tôi đó, nó giao dịch là như thế này: thầy đừng có tụng kinh, thầy để cho con làm việc cái ông này cái bà này xong rồi thầy hãy tụng, con năn nỉ thầy á thì giúp cho con đi, để con làm việc với cái người này. Thì chúng tôi nói không được, đừng có quan kết như vậy. Cái nó nói thôi, thì tụng con không có đi, con nói rồi đó, cho nó không đi hay không thì thôi, biết những điều mà không có được làm vậy. Thì chính chúng tôi đã nói như vậy đó quý vị, chính chúng tôi gặp tình huống như vậy, chúng tôi thấy họ chuẩn bị lên, họ xin phép các sư để cho họ lên đó. Và chính họ lên họ giao dịch. Có một lần chúng tôi với Thượng tọa Thiện Phúc đi tụng kinh, đi có một cái anh chàng này, ảnh hiện lên nó con là người Nhật, người lính Nhật chết. Bây giờ đó ngay cái gia đình này, tại sao chặt cái cây, ngay cái cây này con đang ở trên cây này, chặt cái cây này chi để con làm việc với người này. Thì chúng tôi nói thôi, do họ không biết, nó không được phá, bây giờ làm con không có chỗ ở. Cho nên thì thôi, cái chúng tôi mới nói thôi, bây giờ về chùa ở nó thôi, con không có tu, con không có về chùa. Cái nó nhập lên hồi cái nó không được, cái mà dịch nó không được, cái sư phải đọc kinh thôi. Cái nó, mà quá thật, quý vị biết, nó cũng cương, chút xíu sao mới được. Thì khi mà nó nói đừng đọc kinh, mà nhất quyết nó không nghe lời, chúng tôi cũng không có chấp nhận cho nó. Cái xong một lát tụng kinh nó xây qua, quý vị biết là dữ lắm, Atua dữ lắm quý vị biết. Họ nói không ra, họ nói không đại khái là không sao đâu. Thì chúng tôi mới từng là Thịnh Phúc tổng hơi mệt á, thì nó mới chịu sức á. Hai huynh đệ cũng như là tổng lực tổng trì quy đức á, cái đẩy nó con này nó giữ. Thì gặp trực tiếp luôn vậy đó, đôi khi mình hiểu về vấn đề, mình ví dụ bây giờ mấy người mà lên nói này nói nọ, chúng tôi thường chúng tôi mà đi mà cái thì nghe là có tụng lễ gì cho người ta, chúng tôi cũng luôn nói quý vị có nghe cái gì, gì đó cho chúng tôi nghe để chúng tôi giải thích cho quý vị. Bởi vì mình phải vững tâm, chứ mình yếu cơ cái hụ một cái là chết liền. Còn á, để kể cho quý vị nghe luôn đó, nó kêu cái tên, kêu gọi tên, gọi tuổi, cái tụi nó không á, cứ quyến thuộc là người ta lên à, gọi đúng quyến thuộc người ta lên, chứ không phải là tên Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, chúng tôi đâu có nhớ tên bà ngoại ông bà nội tôi đâu. Nhưng tôi nói cái phước này hướng nguyện đến cho bà nội ông nội, đến cho ông bà của mình. Thì nếu người ta là ông bà của mình là đủ rồi, đâu có định danh đâu quý vị. Hay hoặc phước này hướng nguyện đến cha mẹ của tiền thân, quyến thuộc từ tiền thân, đâu có. Kính thưa quý vị, chúng tôi đâu có nhớ tiền thân, cha tôi tên gì, mẹ tôi tên gì, phải không? Dạ. Rồi có chuyện gì đâu,
thì cũng hưởng phước được. Nếu như bởi vì các hương linh quá vãng thường đến nhà thân nhân, đứng ngoài vách tự cửa, ngã đường hay cổng thành, trông chờ hưởng phước thế nhưng bị kém phước duyên, hương linh bị quên lãng. Hay á, cái chỗ này hay nè. Chính chúng ta cứ nghĩ là chúng ta nhớ tên, chúng ta đọc mới được. Vậy giờ chúng ta hướng nguyện đến tất cả chúng sinh, hay ai ai hiểu biết được, chứ đâu phải cần cái tên. Quý vị thấy chưa? Dạ, thì đó chính là có thể nói rằng là những cái điều mà chúng tôi bổ túc thêm trên một cái sự tu tập, hay là một cái sự hiểu biết mà đã gặp như vậy. Thì ở trong đây Hòa Thượng Giác Đẳng có đặt 4 câu thảo luận. Thì bây giờ trước nhất á, là xin bây giờ thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân quay trở lại để Thượng Tọa thảo luận cho câu số 1. Dạ. Câu số 1 hỏi rằng sự vô hại hiếm xá mang ý nghĩa quan trọng như thế nào trong văn hóa Phật giáo, và kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tây Quyền và Minh Hạnh, để Đức Từ Tri. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín đệ nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn Thượng Tọa Tây Quyền đã tiếp cho phần còn lại của bài học hôm nay. Bây giờ đó thì chúng tôi thấy có cái câu thảo luận số 1 gọi là sự vô hại hiếm sạch mang ý nghĩa quan trọng thế nào trong văn hóa Phật giáo. Ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái tinh thần mà gọi là cái tinh thần bất hại đó xuyên suốt từ xưa tới nay, từ thời Đức Phật cho tới bây giờ. Từ thời Đức Phật thì chúng ta thấy hình ảnh của Ngài Angulimala, nó là một cái tinh thần bất hại. Và chúng ta thấy rằng là nhờ cái tinh thần bất hại mà cho tới ngày hôm nay đó, thì Phật giáo được lan truyền ở các cái quốc gia đó. Mình nhìn lại đó là Phật giáo không có đi truyền đạo bằng cái sự áp chế người khác, cái sự bắt buộc người khác. Và cái tinh thần mà gọi là bất hại của Phật giáo đi đến đâu đó cũng là tạo cái sự an vui cho người khác. Mình thấy rằng Phật giáo lan truyền đến các nước Đông Nam Á thì mỗi nước đều có cái nền văn hóa riêng. Phật giáo đã hòa nhập với cái nền văn hóa. Và cái tinh thần mà vô hại của Phật giáo nó đã đi vào trong cái suy nghĩ của từng người theo Phật giáo. Bởi vì họ nói đến Phật giáo là nói đến cái tinh thần bất hại. Chúng ta tu gì thì tu, nhưng mà khi nói đến cái sự tổn hại, làm tổn hại dù là xa hay là gần, hay là lớn hay là nhỏ, để được cái mục đích cho chính mình, thì Phật giáo không có làm điều đó. Phật giáo không làm điều đó. Mà nhờ vậy đó thì chúng ta thấy đi ngõ cùng ngõ ngách ở trong những cái phố thị phồn hoa đô hội, cho đến những cái nơi mà làng quê, những làng quê hẻo lánh, đều có cái người mà tu theo tinh thần của Phật giáo. Nếu có thể hiện được cái đức tính vô hại đó thì chúng tôi nghĩ rằng đó là tạo nên cái sự an vui cho nhiều người. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái đối với người Ấn Độ đó, thì cái văn hóa truyền thống của họ, họ cũng có cái vô hại. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng có những cái tục tế lễ của họ
giống như có một lần chúng tôi xem cái bộ phim mà gọi là cái bộ Quyền Bí Sông Hằng của đài VTV thành phố Hồ Chí Minh chiếu, mà nó đã ra đĩa đó, ra những cái bộ phim mà chúng tôi có, hồi xưa chúng tôi có mua về chúng tôi coi, thì chúng tôi thấy rằng là có người ta tới nữ thần Kali đấy, nữ thần Kali, cái tín ngưỡng của người Ấn Độ tới nữ thần Kali, thì khi mà họ cắt cái cổ của con gà, hoặc là họ bắt cái con dê để họ cắt cái đầu đó, hay là cắt cái cổ con gà để họ cho rưới máu ở trên cái đống lửa đó để họ tế đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó rất là nguy, cái đó rất là đem đến cái khổ cho chúng sanh cả. Mà chính vì vậy đó, cho nên là chúng tôi thấy rằng cái tinh thần vô hại, mặc dù là ở Ấn Độ giáo họ có cái tinh thần vô hại đó, nhưng mà đối với Phật giáo thì chúng tôi thấy rằng là giống như người Phật tử đó, là người tu tập của mình, người Phật tử thì gọi là giữ giới không sát sanh, tức là mình không có làm tổn hại với bất cứ một cái sinh vật, dù là cái con đó là con kiến, hay là dù đó là con loanh quanh, hay là đó là cái con gì đi nữa, nó nhỏ hay nó lớn gì nữa, thì mình cũng không có hại nó. Và sự thật là Phật giáo thì do cái tinh thần vô hại đó, cho nên là chúng tôi thấy rằng là mình có đi đâu sống, cái văn hóa của mỗi quốc gia nó khác nhau, nhưng mà rồi đó thì cái văn hóa Phật giáo từ ở trong cái tinh thần vô hại đó đó, nó đã mang đến cái sự an hòa cho những người khác. Khi người ta nói đến Phật giáo là người ta nói đến cái sự hòa bình, nói đến cái sự hòa nhã an vui. Và chúng ta thấy rằng là từ xưa tới giờ Phật giáo truyền đến đâu đi nữa thì cũng mang đến cái sự an vui cho người khác, nếu một người thực hành đúng trong cái nghĩa vô hại ở trong Phật giáo. Bởi vì không có cái sự áp buộc nào, không có cái sự bắt buộc nào. Và chính vì vậy cho nên là Phật giáo tuy đầm thắm nhẹ nhàng, nhưng mà nó rất là thâm sâu, rất là giống như chúng ta nói là đã đi sâu vào trong cái nét suy nghĩ của từng người ảnh hưởng từ Phật giáo. Cho nên cái tinh thần vô hại đó, nó đã xuyên suốt từ bấy lâu nay, từ xưa tới giờ. Chứ chúng ta không có nói là cái này như thế, cái kia như thế nọ, để rồi để được cái mục đích cho chính mình mà mình bất kể cho cái điều đó mình gây tổn thương cho người khác. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng gọi là chánh tư duy thì trong đó như thế nào, gọi là tư duy suy nghĩ về không có tham lam thái hóa vô dục, hay là vô hận, tức là mình không có đối với cái quan trái não hại, quan trái sân hận với các sinh loại. Rồi tư duy vô hại có nghĩa là không có làm tổn thương tổn hại với bất cứ một cái sinh loài nào. Từ đó mà chúng tôi nghĩ rằng Phật giáo được người ta được ảnh hưởng từ Phật giáo, và Phật giáo được lan rộng từng ngóc ngách, từng mỗi địa phương, từ mỗi thôn làng, từng mỗi ở nơi phố thị gì đấy đó, thì Phật giáo vẫn mang đến sự an hòa cho tất cả mọi người. Chúng tôi thấy điều như thế này. Đối với người Việt Nam thì mình thấy rằng 90 mấy triệu dân, nhưng mà rồi đó thì hiện nay là 90 mấy triệu dân, nhưng mà rồi đó thì cái người mà được gọi là một Phật tử thuần thành của Phật giáo thì không mấy. Dạ, thì chắc cũng dòi dài 30 triệu thôi, chứ cũng không nhiều đó. Nhưng mà cái người mà có thiện cảm với Phật giáo á, thì cái số này rất là đông. Cái số này rất là đông. Thì dù gì đi nữa, trong cái tinh thần mà nhân quả, hay là không làm tổn hại của Phật giáo bởi tâm từ, hay là bởi tâm bi, hay bằng là bởi cái đời sống tu hành của những cái người tu theo Phật giáo đó, thì đã
đã mang đến cái sự an lành, mang đến cái sự ấm áp cho mọi người. Cho nên là người ta vẫn có cái thiện cảm đối với Phật giáo. Dù người ta không có ảnh hưởng sâu rộng, sâu nặng như là những người Phật tử thuần thành, nhưng mà người ta cũng có cái thiện cảm Phật giáo. Khi nói đến Phật giáo là người ta nói đến cái tâm từ, người ta nói đến cái tâm bi, tâm từ tâm bi. Và tâm từ tâm bi thì chúng tôi nghĩ rằng nó là một cái, hai cái thiện pháp mà nếu chúng ta tu tập trong giờ tốt đó, thì nó làm cho cái đời sống giới định tuệ của mình được phát triển, nếu mà mình phát triển đúng nghĩa là như vậy. Và tâm từ tâm bi mang đến cái sự an lành cho những người xung quanh rất là nhiều. Và vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái tinh thần mà gọi là vô hại của Phật giáo xuyên suốt ở trong các cái quốc gia, trong mỗi cái nền văn hóa khác nhau, nhưng mà rồi đó chính cái đức tính vô hại này đó đã lan tỏa giúp cho Phật giáo, dù là trong mỗi thời kỳ nó có thăng trầm khác nhau, nhưng mà Phật giáo vẫn luôn luôn trầm lặng và vẫn len lỏi vào trong mỗi người, để rồi mỗi người ảnh hưởng từ Phật giáo mà không có ai phá hoại được. Chúng tôi nghĩ là như vậy, nó rất là quan trọng. Trong khi chúng tôi thấy rằng ở Thiên Chúa giáo thì người ta chỉ sử dụng cái từ gọi là bác ái. Bác ái tức là cái tình thương đối với con người với nhau, tình thương với con người với nhau, con người với con người với nhau, giữa người với người với nhau. Nhưng mà người ta không có sử dụng cái tâm từ, trong khi tâm từ của Phật giáo, tâm bi của Phật giáo là nghĩ đến tất cả những cái sinh loại, không phải chỉ có giới hạn ở trong con người, mà bất cứ những sinh loại nào, dù là lớn hay nhỏ, xa hay là gần. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm từ tâm bi đó là một cái chất liệu tốt giúp cho cái người tu hành được phát triển hơn tiên. Đây là cái suy nghĩ chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà số 1 được đặt ra ở đây. Bây giờ thì có lẽ là thỉnh cái câu số 2, mời nhờ đại đức Tề Tri Quan Hỷ bóp cái câu số 2 lên để chúng tôi thỉnh thượng tọa Tề Nguyện. Không biết là đại đức Tề Tri có nghe được không ạ? Dạ cảm ơn đại đức Tề Tri. Không biết là đại thượng tọa Tề Nguyện có trước máy không ạ? Dạ một lần nữa xin hỏi là thượng tọa Tề Nguyện có trước máy không ạ? Dạ. Giúp tiếp hả? Để chúng tôi nói tiếp cái câu số 2 đi, và sau đó sẽ thỉnh thượng tọa Tề Nguyện. Cái câu số 2 ở đây đó là đọc sách. Cái câu số 2 ở đây đó là hỏi rằng là có đúng chăng khi nói là qua bài kinh này cho thấy Đức Phật rất quan trọng việc đặt tên. Chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật không quan trọng tới cái việc đặt tên, không quan trọng tới cái việc đặt tên, mà quan trọng đến cái hành động, quan trọng đến cái hành động. Giống như ở trong kinh Pháp Cú hoặc là nhiều cái bài kinh khác đó, thì thường Đức Phật ngài thường nói đến cái danh từ gọi là Bà La Môn, cái danh từ Bà La Môn. Cho nên những cái người mà đạo Bà La Môn hay là những người xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn á, thì người ta quan trọng đến cái quyết tâm, quan trọng đến cái quyết tâm, quan trọng đến cái xuất thân từ cái quyết tâm. Cho nên họ còn định đặt ra đó là giai cấp Bà La Môn là sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, giai cấp của Sát Đế Lệ là sanh ra từ ngực của Phạm Thiên, rồi là giai cấp mà thương buôn á, tài phiệt gì đó là sanh ra từ ở cái bụng của Phạm Thiên, cái đầu gối của Phạm Thiên. Rồi giai cấp nô lệ đó là sanh ra từ ở cái gì, cái bàn chân của Phạm Thiên. Người ta còn định đặt ra được như vậy mà, và họ tự cho họ là cái giai cấp cao cao thượng.
Cho nên là có những cái nhân vật á, họ tự cho họ là cái giai cấp Bà La Môn, là giai cấp có là một cái giai cấp mà gọi là chiếc cầu nối giữa thần linh và con người, giữa thần linh và con người, và có cái sự có cái sự đời sống rất là cao thượng, họ quan niệm như vậy. Nhưng mà rõ ràng là Phật nói không phải do không phải do huyết thống mà được gọi là Bà La Môn, mà là do hành động mới được gọi là Bà La Môn. Mà cái từ Bà La Môn ở đây đó, là Phật không nói đến cái huyết thống, mà ngài cũng không nói là những vị tu sĩ đạo Bà La Môn là những cái người cao cả, mà là do hành động, do hành động. Bởi vì dù người mình có xuất thân từ Bà La Môn đi nữa, nhưng mà cái hành động của mình đó, mà như chúng ta nói ở đây đó, là cái hành động mà thân ác rồi khẩu ác rồi ý ác đó, thì cái đó dù là họ là giai cấp của Bà La Môn, nhưng mà có cái những cái hành vi là thân ác, khẩu ác và ý ác đó, thì đâu có được gọi là Bà La Môn. Cho nên Đức Phật ngày chú trọng đến cái hành động, và hành động đó nó trở nên cao thượng. Cho nên có một câu Pháp Cú Phật nói là không phải do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn. Phật dạy như vậy. Cho nên cái điều mà làm cho mình được cao thượng, làm cho đường mình được tốt đẹp, không phải do cha mẹ hay do ai, mà là do mình. Cái tâm niệm của mình, cái tâm của mình nó có chân chánh thì mình mới trở thành một cái người cao thượng. Cao thượng. Cho nên cái tên nó cũng chỉ là chế định thôi. Tên cũng chỉ là chế định. Nhưng mà thường thường thì chúng ta cũng biết rằng giữa cuộc đời này nó có hai sự thật. Một là chân đế, hai là tục đế. Mà chế định nó là chỉ là tục đế. Chế định nó cũng chỉ là tục đế. Cho nên cái tên gọi thì nó lại là tùy theo cái văn hóa, tùy theo mỗi dòng tộc, rồi mỗi địa phương nó khác nhau. Giống như Thượng Tọa Tự Quyền nói khi nãy đó, là người miền Tây hay là người miền Nam, nói chung ngày xưa đó, thì do là cái trình độ hay là cái sự hiểu biết nó cũng có giới hạn, cho nên là đặt cái tên nhiều khi con cái nó rất là xấu hái. Xấu hái. Mà người ta còn quan niệm là đặt xấu hái như vậy thì nó mới khỏe mạnh được, nó mới sống thọ được. Chứ còn đặt nó tên đẹp quá là con ông con bà, rồi nó theo ông theo bà lúc nào cũng hay, thì sự thật đó là cũng trong cái quan niệm của chính mình. Quan niệm của chính mình. Cho nên là mình cứ hả, trai nam thì văn, mà nữ thì thị, cứ làm tới, cứ đặt tới vậy, cứ hả, trần thị này hay là trần văn kia vân vân. Thì cái đó chúng ta nghe nó hết sức là truyền thống, truyền thống đối với người Nam Bộ, đối với người Nam Bộ. Nhiều khi đặt tên thứ nữa, rồi có người đặt tên con trai nó là tên địch nữa, có người đặt tên con gái là gái nữa. Thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều cái chuyện đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái tên nó không quan trọng, và Đức Phật cũng không quan trọng tới cái chuyện tên. Chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật không có quan trọng đến cái chuyện tên. Cái tên của con người, do hành động của con người mới trở nên tốt hay là xấu. Cho nên ở trong cái bài kinh này đó, chúng ta thấy nếu cái tên được như vậy mà người hành động đúng như vậy thì nó quả thật là cao quý. Còn nếu mà cái tên mà được như vậy nó là bất hại, vô não, bất hại, nhưng mà rồi mình gây tổn hại đến người khác đó, thì nó cũng chẳng có là cái gì được gọi là cao quý, là cái gì cao quý. Cho nên ở đây đó, khi nói đến cái việc mà Đức Phật có chú trọng đến cái việc mà quan trọng đến cái việc mà cái tên hay không đó, thì chúng tôi xin thưa rằng không đâu. Đức Phật chỉ chú trọng đến hành động. Vì vậy cho nên là mình cái tên giống như cái khi nãy chúng tôi có nói là trong Pháp Cú có nhắc đến cái tên của một cái nhân vật tên gọi là Ariya Anh Thắng. Nhưng mà ở trong cái làng chài, sau đó Đức Phật này mới tiếp độ cái nhân vật đó, mới tu rồi xuất gia, rồi là mới đi vào trở thành một bậc thánh được. Thì cái bậc thánh cái chữ Ariya đó, thì mình mới nói rằng đúng là cái nghĩa cao cả. Bậc thánh là bậc mà hoàn toàn giải thoát,
hay là bậc thánh, là bậc mà cao cả cao quý trong cuộc đời này, chị Ariya. Nhưng mà rồi đó, là nãy tôi có nói đó, mà cái cô bé đó đó, cổ là gốc, cái cô bé mà ở gần chùa chúng tôi nay là cũng hai mấy gần 30 tuổi rồi, thì xin thưa quý vị đó là cổ là gốc là đạo Islam, là đạo Hồi giáo đó. Hồi giáo. Nhưng mà cổ có tên là Mohammed, họ đó là Mohammed Ariya Nhung. À, chúng ta thấy vậy. Thì nó do cái truyền thống văn hóa đạo tôn giáo của họ vậy. Mà chúng tôi không hiểu sao là Hồi giáo có xài luôn cả cái từ Ariya trong đó. Thì chắc có lẽ họ cũng định nghĩa cái từ Ariya của họ là cũng cao quý gì đó đối với họ. Giống như người Bà La Môn mà sử dụng cái từ Bà La Môn ở trong Phật giáo, ở trong Bà La Môn giáo. Rồi Phật, Đức Phật của chúng ta tại vì Ngài sanh ra tại Ấn Độ, và Ngài cũng ít nhiều Ngài cũng sử dụng cái văn hóa của Phật giáo trong cái ngôn ngữ của Bà La Môn giáo chứ, của người Ấn Độ xưa đó. Nên là Ngài sử dụng Bà La Môn, rồi Ngài chỉ sử dụng là A-La-Hán hay là chữ Sa-môn đó. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là Ngài định nghĩa theo cách của Ngài, định nghĩa thế Ngài. Thánh là bậc cao cả, nếu tên thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu. Thánh là hiền đức thanh cao, thánh không giết hại đau sầu chúng sanh. Nếu mà còn nói tên thánh, còn cái thánh mà người ta định nghĩa như là Quan Thánh Đế Quân là của Trung Quốc. Quan Thánh Đế Quân là ông Quan Dân Trường á. Quan Dân Trường, ai có xem Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa thì chúng ta biết cái nhân vật đó. Tam Quốc Chí thì chúng ta biết cái nhân vật là Quan Dân Trường, mà người ta nói là Quan Thánh. Ở bên Bắc truyền người ta còn có gọi là Già Lam Thánh Chúng. Già Lam Thánh Chúng gọi ông Quan Thánh Đế Quân ấy là Già Lam Thánh Chúng. Cho nên có một số chùa của Bắc truyền ấy, có những cái chùa cổ xưa đó, họ vẫn thờ ông Quan Công, Quan Dân Trường. Thì sự thật ra thì họ thờ, đối với người Trung Hoa thì họ thờ cái nhân vật đó là nhân vật trung can nghĩa khí thôi. Nhưng mà đã vào trong văn hóa Việt Nam, đặc biệt là nó đã đi vào trong chùa của Phật giáo Bắc truyền ấy, thì người ta cũng thờ, nhưng mà người ta đặt cho một cái tên gọi là Già Lam Thánh Chúng. Thì cái chữ Già Lam á, thì ở đây là phiên âm từ ở chữ Arama. Arama có nghĩa là chúng ta gọi trong từ tiếng Việt, tiếng Việt của mình là chùa hay là tự. Arama là nơi thanh tịnh, hay là chúng ta gọi là chùa hay là tự, tiếng Hán gọi là tự. Thì Arama cho nên là phiên âm là Già Lam. Thì Già Lam Thánh Chúng, Già Lam Thánh Chúng có nghĩa là cái vị thánh đó đó là hộ trì chùa thôi, giống như vị hộ pháp theo quan niệm của họ, họ đặt nhân vật đó. Thì trở lại, chúng tôi nghĩ rằng ở trong Phật pháp đó, thì Đức Phật không có chú trọng đến cái việc tên. Sự thật là Ngài không quan trọng tới tên. Cái tên theo chúng tôi nghĩ là cái tên nó cũng không lên cái tên nói lên cái hoàn toàn cái đời sống của người đó, nó xuất thân như thế nào, mà Đức Phật Ngài chú trọng đến cái hành động. Cái hành động đó có tốt hay xấu đó, nó tốt thì được gọi là thanh cao, nhưng mà nó xấu thì nó gọi là tệ hại thôi, chứ không thể nói rằng cái tên đó nó là như thế này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng ở trong người Việt của chúng ta cũng vậy. Đặt tên thì rõ ràng là chúng ta cũng đặt cái tên của đứa con của mình nó đẹp, nó đẹp. Nhưng mà mình có chăng, có văn, có chữ giỏi đó, thì mình đặt cái tên con nó có những cái từ nghe nó rất là hay. Chúng ta không có, thường thường là lót Hán Việt vô thì cái tên nó rất là đẹp. Trong tiếng Việt của chúng ta lót cái chữ Hán Việt vô thì nó rất là đẹp. Thí dụ như là chúng tôi thấy là người ta không có lót, nam người ta cũng không có lót văn, mà nữ người ta cũng không có lót thị, mà người ta lót một cái chữ gì đó. Thí dụ như là
Nguyễn Kiều Trinh, thí dụ như vậy, hay là Trần Minh Tứ, thì mình nghe nó lót vô á, thì mình nghe nó cũng hay. Nhưng mà từ ngay trong cái chữ lót á, nó cũng nói lên cái hay, cái từ nó cũng cái sự mong muốn của người cha người mẹ, mong muốn con cái là như vậy, nó tốt đẹp như vậy. Nhưng mà khi mà mình đặt cái tên á, nghe nó hay á, thì nghe nó cũng dễ kêu, nghe nó cũng có ý nghĩa. Dạ, cũng có ý nghĩa. Nhưng mà nếu mình đặt xấu hái quá đó thì nhiều khi kêu cũng không dám kêu. Chúng tôi thấy rằng người miền Tây thì xưa kia đó nha, chứ còn bây giờ thì đã bớt rồi. Bây giờ đã bớt rồi. Người xưa kia thì cứ đặt cái tên, người ta còn quan niệm là đặt tên con nó xấu hái như vậy đó thì con nó mới sống thọ được. Nó mới khỏe mạnh được. Cho nên là đặt gái, đặt đực gì đó, đặt cái tên gì nghe, bây giờ lớn không dám kêu. Bây giờ lớn không dám kêu. Cho nên những cái tên mình nghe nó rất là xấu. Nhưng mà mình không thể nói rằng cái người xấu mà hồn của họ đâu, cái tâm của họ xấu đâu. Vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ Phật ấy, thì không có chú trọng đến cái tên. Tên nó cũng chỉ là chế định. Tên cũng chỉ là chế định. Có người dựa theo cái văn hóa này, dựa theo văn hóa kia để mà mình đặt cái tên thôi. Còn nói lên cái hành động thì rõ ràng là cái hành động cao quý của con người đó, mà ở đây chúng ta hiểu đó là hành động ahimsa, tức là hành động vô hại, đó là hành động cao quý. Hành động của nói trong một cái nghĩa nào đó thì đó là cái hành động của một bậc thánh, một bậc thánh trong cuộc đời này. Do vậy đó thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu trong cái câu hỏi số 2 ở đây. Bây giờ thì không biết là Thượng tọa Tuệ Quyền có trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn Thượng tọa Tuệ Quyền. Bây giờ câu hỏi số 2, số 3 ở đây đó là: người Phật tử có nên chú trọng việc pháp danh để nhắc nhở sự tu tập bản thân hay không? Kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận chia sẻ cái câu số 3 này đi ạ. Kính thỉnh. Dạ, sa thú kính tri ân đến Thượng tọa Pháp Thân. Và câu thảo luận kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý tu nữ cùng chư Phật tử. Câu thảo luận số 3 hỏi rằng: người Phật tử có nên chú trọng việc pháp danh để nhắc nhở sự tu tập của bản thân? Đây là câu trả lời mà chúng ta cũng nên hoàn bị một chút xíu. Đành rằng đang là câu số 3 phải không ạ? Phải không sư Tự Truy? Phải câu số 3 không ạ? Dạ mô Phật. Ở đây chúng tôi cũng xin báo cho chư Phật tử một điều là đành rằng cái pháp danh nó một định danh mà nó chế định. Nhưng nếu mà người Phật tử hiểu biết rằng mình đã là người quý y Tam Bảo được đặt pháp danh thì mình phải cần tu. Từ đó là mình nhớ tới pháp danh mình, nhờ như vậy mà cũng nhắc nhở đến cái sự tu tập cho bản thân. Đây là cũng một điều tốt đó. Với những người ta không hiểu gì hết, chứ chúng ta đừng nói là không. Cái tu thì cứ tu đi, chứ không pháp danh không có nói lên cái điều gì. Đúng vậy, pháp danh không nói lên điều gì. Nhưng nếu như nó là một cái tên để mà nhắc nhở, tôi biết rồi, thì tỷ kheo này mình thọ giới cụ túc nhớ một ngày ở nơi đó và cái ngày giờ đó mà Đức Phật này cũng nhắc nhở đến chi, để chúng ta nhớ tới cái ngày đó mà chúng ta cố gắng, thì cũng dường như thế chúng ta nhớ điều đó nghe, chứ chúng ta đừng có quy y phải cần thiết gì phải đặt pháp danh. Chúng ta nói như vậy thì nó cũng có là một cái thực thi. Cái hình thức nó không có là cái gì, nhưng nếu như cái hình thức đó mà nó được tác động ở tâm hồn thì cũng nên có một sự suy nghĩ. Chúng ta phải cẩn thận như vậy, chứ không phải kiểu mà người Phật tử có nên chú trọng. Đúng, cái chuyện chú trọng này là không phải pháp danh của mình. Để diệu hiền thì mình phải hiền, mình phải hiền nhé, thì cũng là cái điều tốt. Pháp danh mình là Diệu Tấn hay Diệu Minh thì mình phải cần phải học hiểu Phật pháp,
chịu tấn, mình còn cần phải tinh cần, mình cần phải cố gắng, thì hiểu được như vậy, đúng như cái tên của mình, thì đó xem như cũng là một cái sự nhắc nhở, một cái sự chuyển hóa, một cái sự thúc đẩy tâm hồn của mình. Là nên. Còn nếu như tu tên đẹp à nha, tu tên là Diệu Hỷ, Diệu Châu, rồi Diệu Quang, rồi Diệu Mẫn, vân vân, thì ví dụ những cái tên hay như vậy đi, thì chúng ta chỉ thích cái hay của nó, thì cái điều này nó không phải như thế. Chứ đây là một điều mà tuy nói đơn giản như vậy, nhưng chúng ta phải có một cái hiểu kia về cái chiều sâu, ý nghĩa của chính nó. Thí dụ như mình đặt là thiện tấn hay thiện năng, đó là người chuyên cần năng làm các cái hành động thiện sự vân vân. Nếu mà là thiện phước, đó là chẳng hạn là diệu phước chẳng hạn như vậy, thì chúng ta cần phải làm các công đức đó, thì những cái tinh thần đó là những cái tinh thần tích cực. Còn ngoài đó chính là chúng ta cần phải có sự suy nghĩ lại. Đó chính là câu thảo luận số 3 chúng tôi trả lời cho quý vị, và chúng tôi cũng thảo luận luôn câu số 4 để sẽ kết thúc cho chương trình này. Những lời nói việc làm vô ý gây tổn thương cho chúng sinh khác có thể giảm thiểu bằng cách nào đó chăng? Cái gì cũng vậy, nếu chúng ta có một sự vô tình gây tổn thương cho người, sự thật ra thì chỉ giảm thiểu bằng cách, tức là chúng ta tránh về sau, chúng ta đừng có làm cho người khác. Cái điều là đấy thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, rút ra một cái kinh nghiệm sâu sắc cho chính mình, để từ đó chúng ta có một tinh thần cẩn trọng hơn. Có tinh thần cẩn trọng hơn, có một sự suy nghĩ, có một cái việc làm, có một cái lời nói mà cẩn thận, chậm rãi, và mà chúng ta gọi là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay là suy nghĩ về cái điều tốt, điều xấu, tiên liệu trước sau một cách cẩn trọng. Chứ còn cái việc mà chúng ta nhiều khi chúng ta nói một cách tức là vu vơ, nói một cách tức là chung chung, mà nhiều khi đụng chạm, thì đó cũng là một điều. Nói chung ra là việc làm sự tội đến cho chúng sinh, thì là tránh chừng nào là tốt chừng đó. Nếu như có vô tình thì chúng ta phải có một cái năng làm các công đức để chúng ta chuyển hóa, chúng cho mình đừng có phải bị nhiều cái cũng như mình phải tạo một cái vỏ bọc cho mình, để ví dụ nghe lỡ mà nó có chuyện gì thì nó đỡ hơn. Cái đó phải nói thành thật như vậy. Chứ còn bây giờ trong cái nghiệp vô tình, thì nói cái nghiệp vô tình thì cái này không có nghiệp nào nghiệp vô tình hết đó. Chúng ta nhớ, không có cái nghiệp vô tình, nhưng đừng có nghĩ mình vô tình mình làm hại chúng sinh như vậy mới mốt cái vô tình người khác làm hại mình, không phải vậy. Nói vậy không có hiểu nghiệp quả. Không có cái nghiệp vô tình. Phải nghiệp, tức là chetana là nghiệp. Chúng ta nhớ, nghiệp tức là gì? Tác hành ý. Tức là tư hành động hay là động lực được hiện khởi thì nó tác thành quả. Chứ không có chuyện mà vô tình, tôi vô tình tôi làm vậy rồi cứ vô tình tôi được phước. Không có vô tình được phước, mà cũng không có vô tình bị tội, không có vậy. Mà phước là chúng ta được có cái làm hay có cái cộng hưởng, chứ không tự động mà có. Cũng vậy, cái tội chúng ta tạo, nó nặng hay nó nhẹ là do tâm của chúng ta, do cái sự hành động của chúng ta nặng hay nhẹ. Thì nó là một chuyện khác. Cho nên chúng ta đừng bây giờ tự nhiên người ta vô ý, người ta đụng chạm mình, hay là vô ý người ta tổn thương mình, vô ý người ta làm mình bị sai sát vân vân, thì chúng ta cho rằng mai mốt
họ sẽ bị một cái nghiệp vô ý nữa, thì đó vậy là không có đúng. Mà do chúng ta, cái nghiệp vô ý của người khác đó, nhưng do cái quả của chúng ta phải mang một cái gì, phải cái đớn đau. Chẳng hạn như là có thể là say sát của cơ thể đưa đến mất tay mất chân, hay chúng ta bị nặng nề nữa, thì cái đó là chính là do cái quả ác của chính mình làm cho chúng sinh khác đau khổ. Thì bây giờ cái quả ác trong vô tình, trong vô tình đó nó mang tới, nó phải, chúng ta phải trả cái quả đó. Mà cái quả đó không phải là do cái người đó gây ra, mà do chính tự chúng ta đã tác tạo từ tiền thân. Nếu chúng ta hiểu trên cái lý Phật Pháp, hiểu trên cái lý nghiệp quả nó vậy đó. Bởi vì người sát sanh, hoặc là người có cái tâm hung ác, người có cái tâm sân hận, người có cái tâm mà độc ác đó, thì sinh ra đời sau bệnh hoạn và nạn tai, nhất là đánh đập người ta, dùng cái quyền hành của mình để mà, hay dùng cái sức lực của mình mà coi như là để trù dập người ta, dùng cái quyền lực của mình để mà bích bê và đì đặng người ta, vân vân, thì đó chính là cái quả nghiệp của chúng ta lại. Thì nó có nhiều cách mà cái nghiệp đó trả, chúng ta không thể phân lường phân đoán như ý chúng ta được. Cho nên vì vậy, hiểu trên tinh thần Phật Pháp như vậy, thì tất cả chúng ta biết là không có cái nghiệp vô tình. Nhưng chúng ta biết từ đó về sau chúng ta cẩn trọng hơn, từ đó về sau chúng ta nên kiểm soát lại mình một cách cẩn trọng, để không vô tình làm hại cho, tổn thương, đau khổ cho chúng sinh khác. Như chúng ta đi, chúng ta dẫm, chúng ta đạp lên con sâu, con kiến, con trùng gì vân vân, thì đó chính là chúng ta đi, chúng ta ngó để khỏi phải đau khổ cho chúng sinh khác. Đó là khởi lên cái sự từ tâm của mình, để trước nhất là mình khỏi phải có một cái câu thúc, tức là dính mắc, tức là nó khổ, nó cột trói mình. Cũng như bây giờ mình vô tình mình làm cho người ta chết, thì mình luôn luôn có một cái đau khổ, thì kể từ đó về sau chúng ta nên cẩn trọng hơn, để người khác không đau khổ vì mình. Như chẳng hạn như chúng ta lái xe, chẳng hạn như chúng ta cẩn trọng trong cái việc mà điện đèn, rồi cẩn trọng trong cái việc mà để những cái chỗ mà những cái vật mà nó có thể trơn trượt ngã vân vân, để người ta có thể đau đớn ngay cả đến chết, hay cái thuốc men chúng ta để cẩn thận, để không thì người các trẻ nít nó uống vào nó tổn thương nó, hoặc là nó gây đến chết luôn chẳng hạn, thì đó chính là cái sự vô tình. Nhưng chúng ta không cố ý, nhưng họ chết đi thì đó cũng là sự ân hận của mình, thì không nên. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chương trình thảo luận của Rung Phật Pháp Bodh Tham Má đến đây đã hoàn mãn. Kính đảnh lễ và cảm niệm công đức của chư tôn đức tăng và chư vị quý ốc quý MC phần hành trong lớp học, xin đảnh lễ quý ngài và kính chào toàn thể quý vị. Hẹn gặp quý ngài quý vị vào chương trình ngày mai, là chúng ta học thắng pháp phổ thông do hòa thượng Giác Đẳng sẽ giảng dạy. Và kính đảnh lễ quý ngài, kính chào quý vị, hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai như thường lệ. Tiếp theo mời, hôm nay là cô Như Quỳnh hả, cái cô Như Pháp hả? Giờ mời cô Như Pháp tên để cảm tạ và để kinh hoàng cho chương trình hôm nay. Mời cô, cô Nam Mô Phật. Dạ, chúng con kính chân thần Phật Tây Quyền, Sa thú lành thai. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính trên chư tôn đức đã mở lòng biên giảng dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hành thành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ông sự yểm trợ cho các phần hành trong lớp được bằng tất.